Sư phụ, nếu như, con nói nếu thôi, Thủy Hàm Băng thoát ra từ cửa này, sau đó đổi một thân phận khác để trở về thì sao? Con nghĩ sao? Bắt buộc phải hủy nó đi. Nếu để quân đuôi Sam phát hiện, vợ con có sống lại cũng phải chết thêm một lần nữa. Thế hủy đi. Anh Tề Hiên, xin dừng bước. Kim Dương Gia, tai họa hôm nay đều nhờ Kim Dương Gia giúp đỡ, Phong Bản Đường chúng tôi mới may mắn thoát được một kiếp. Đại ơn không nói cảm ơn nữa. Nếu Kim Dương Gia có khi nào cần đến Phong Mã Đường, Phong Bổ tôi nhất định sẽ lên núi Đao xuống biển lửa vì ngài. Anh Tề Hiền nặng lời rồi. Phong Mã Đường trải qua ba triều đại, gặp phong ba không sụp đổ, cũng giúp nước giúp dân rất nhiều. Và anh có ơn với tôi thì đúng hơn. Về công về tư, tôi đều không thể mặc kệ không lo. Huống hồ chuyện cũng không khó khăn gì. Anh Tề Hiền thực sự không cần nặng lòng. Phùng Quốc Quy mặc dù xuất thân trên lưng ngựa, nhưng cũng là người có tình có nghĩa. Cậu ta trọng tình trọng nghĩa, giữ lễ giang hồ. Cậu ta đã đích thân hứa rồi, chắc sẽ không làm gì Phong Mãn Đường đâu. Anh Tề Hiền cứ yên tâm. Mong là vậy, mong là vậy. Anh Tề Hiền, chuyện thiên hạ mãi rồi cũng đến cực hạn, mà dạng vật cực tức phản. Lo trời lo đất không bằng thuận theo tự nhiên. Kim Dương Gia, tôi hiểu, tôi hiểu. Chỉ có điều hôm nay tôi đã đắc tội Kawashima Eko. Nếu hôm khác cô ta lại tìm đến thì tôi rất lo. Dù gì ngài cũng đi xa rồi, nếu không phải ngài giúp đỡ, e là Phong Mãn Đường sẽ gặp phải một trận gió tanh mưa máu nữa. Cơ nghiệp ba đời của tổ tông Phong Mãn Đường cứ thế. Được rồi, nếu ông sợ thì tôi sẽ ở lại bảo kê. Cô sao? Tôi nói thật đấy. Dù sao tôi cũng chẳng muốn đến cái ổ chó của tên giặc kia nữa. Ở lại dùng danh nghĩa của cậu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Tôi thấy con bé người Nhật kia chắc cũng chẳng dám làm gì. Cảm ơn. Kim Dương Gia, tôi thực sự cảm tạ ngài. Tôi đồng ý. Em không đồng ý. Em không đồng ý. Tôi đồng ý. Em nói cho anh biết em không đồng ý. Tôi nói cho cô biết tôi đồng ý. Để tôi nói. Tuyết Giao tiểu thư là khách quý Phùng gia chúng ta mời đến. Cô ấy ở lại Phong gia chúng ta cũng là vì... Cha, cha nói thế, con thực sự không đồng ý lắm. Thế nào là khách quý cơ? Thế con là gì? Con là con dâu cưới hỏi đàng hoàng của Phùng gia. Vì Phong Bản Đường là sao cơ? Phùng Ngọc Linh con đã vì Phong gia, vì Phong Bản Đường mà hy sinh bao nhiêu chứ? Giờ cha muốn để con yêu tinh này ở lại trong nhà, cha bảo con ngủ thế nào được? Ngọc Linh, cô ấy không phải yêu tinh con bảo. Cô ấy là... Con không quan tâm cô ta là ai. Nói chung là con không muốn nhìn thấy cô ta. Thế còn đợi gì nữa? Mau móc luôn hai con mắt cô ra đi. Móc ra sao? Tôi cào nát mặt cô. Muốn cào ai hả? Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra. Phùng Ngọc Linh. Vợ. Không được thì em thừa nhận đi. Em là lớn tiếng nói cho cô ta biết em là vợ anh. Tôi thừa nhận cái gì cơ? Anh trông nom con mụ điên kia đi. Em cứ bảo cô ta là vợ anh đi. Ngọc Linh, Ngọc Linh, định đập chúng tôi đúng không? Thử xem, đập thử xem, để tôi. Cô đập đi, đập đi, đập đi tôi xem nào. Con trai.
kiểu tóc, ăn mặc cũng thay đổi. Đến cách em nói chuyện và hành động cũng thay đổi. Nhưng anh biết, chính là em. Nhất định là em. Đúng vậy. Em là vợ anh. Đồ ngốc. Vợ à. Vợ à. Vợ yêu quý của anh. Cuối cùng em cũng đã về rồi. Anh đợi em lâu lắm đó. Chuẩn bị xong cả chưa? Xong cả rồi ạ. Có đủ sắt không? Kim Tuyết Giao, đêm hôm cô không đi ngủ, khóc tang cái gì chứ? Khóc tang sao? Khóc tang cũng phải đợi cô chết đã chứ. Vô văn quá. Chứ đây gọi là luyện giọng. Tôi dỗ vào. Bà đây phúc lớn mạng lớn, cô chết thêm lần nữa, tôi vẫn còn sống tốt lắm. Chết thêm lần nữa. Vậy sao? Cô bảo, nếu tôi chết thêm một lần nữa, Phong Trạch Diệu sẽ thế nào nhỉ? Có khi nào anh ta sẽ đi chết với tôi thêm lần nữa không? Yêu Tinh, cô đừng có đắc ý. Xin lỗi nhé, tôi đắc ý, tôi cứ đắc ý đó. Phùng Tiểu Thư, tôi nói cho cô biết, một người phụ nữ không được người đàn ông của mình yêu thương thì càng không được người phụ nữ khác tôn trọng. Cô có mắng tôi nữa thì trong lòng cô vẫn ngưỡng mộ tôi. Cô còn đang mong đổi mặt cô lấy mặt tôi mà. Nhưng mà cô không có cái số đó. Cô đánh tôi. Cô gửi đồ. Vũ Tinh, đây là toàn bộ của hồi môn của tôi. Cô cầm đi đi, rồi rời khỏi Phong gia. Uy hiếp mua chuộc sao? Cô học theo cha cô đúng không? Thủy Hàm Băng. Tôi biết ngay cô chính là Thủy Hàm Băng mà. Từ đầu đến chân cô toát lên sự dâm đảng hồ ly. Cách 10 con phố tôi vẫn còn ngửi thấy. Không phải cô là băng sơn mỹ nhân sao? Không phải cô đẹp lạnh lùng động lòng người sao? Cô mặc gì ăn dạ Phong gia làm gì thế? Tôi biết âm mưu quỷ kế của cô, không làm cách mạng nổi nữa, cho nên muốn cưới bừa ai đấy đúng không? Nhưng tôi nói cô biết, Phong Trạch Diệu là của tôi. Cô đừng mơ giành với tôi. Giờ cô chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cô cầm củ hồi môn này rồi đi đi. Hoặc là Phùng Ngọc Linh ơi là Phùng Ngọc Linh. Tôi chưa từng thấy ai ngu như cô. Giờ cô đi nói với Phong Trạch Diệu rằng Kim Tuyết Giao chính là Thủy Hàn Băng sống lại. Cô nghĩ xem tiếp theo anh ta sẽ làm gì nào. Không gào nữa sao? Gào đủ rồi sao? Đi nói Phong Trạch Diệu đi. Đi ngủ đi. Tiểu thư, đằng sau Thủy Hàm Băng không có bóng. Cô nhìn thấy chưa? Liệu cô ta có phải ma thật không? Thủy Hàm Băng cái gì? Cô ta là Kim Tuyết Giao của hồi môn. Tiểu thư,
tôi là Thủy Hàm Băng. Thực tế tàn khốc quá. Sư phụ, sao hoàn toàn khác với những gì con nghĩ vậy? Sư phụ, người nói phải làm sao? Thủy cô cô là băng sơn nữ thần, đâu có giống chị ta, suốt ngày lải nhải cười hớ hớ. Đúng thế. Rốt cuộc cô ấy có phải vợ con không? Con phải làm sao đây? Sư phụ, hay là chúng ta thử xem. Ai bảo họ giết đại hiệp mặt nạ chứ, lại còn treo xác trên tường thành nữa. Đáng đời. Quan hồn đòi mạng, vậy báo thù đấy. Báo ứng đấy, đáng đời, đáng đời. Cậu cầm nó làm gì? Thứ quẩy. Các người bẻ công sự thật, lung lạc lòng người. Ông đây sẽ lập tức cho đóng cửa tòa soạn của mấy người. Ăn nói hàm hồ. Ăn nói hàm hồ. Thằng ngu Tiền Tái Vinh chạy đi đâu rồi? Đội trưởng Tiền nói không khỏe nên xin nghỉ. Thằng ngu đó trốn rồi. Tôi vẫn còn đây. Sao hả? Quan hồn của đại hiệp mặt nạ đến rồi. Thì ông đây phải chắn đạn giùm à? Lồng sách. Cậu nói thật cho tôi biết, sau khi đến quân đuôi Sam chúng tôi, cậu có còn liên lạc với tổ chức trước không? Không thưa tư lệnh, tuyệt đối không phản bội quân đuôi Sam. Vậy cậu nói tôi biết, cậu bảo quan hồn đại hiệp mặt nạ tiếp theo sẽ đòi mạng ai đây? Là cậu hay là Tiền Tái Vinh? Nếu đợi quan hồn đại hiệp mặt nạ về đội mạng thì không bằng cậu tự giải quyết luôn đi, còn được chết toàn thây. Tư lệnh, tư lệnh, những gì tôi biết thì tôi đã nói cả rồi. Tư lệnh, tôi không giấu gì cả. Tư lệnh, anh tha cho tôi đi, anh làm ơn tha cho tôi. Tư lệnh Phùng, cô Kawashima, cô Kawashima cứu tôi với. Cút đi. Cảm ơn tư lệnh. Cảm ơn cô Kawashima. Mình không thể chết được. Mình cũng không muốn chết. Mình đã làm gì sai chứ? Mình chỉ muốn sống tiếp thôi. Mình đã làm gì sai đâu. Mình chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Mình đã làm gì sai đâu chứ? Mình không thể chết được. Mình không thể chết.
Mình chỉ muốn sống tiếp thôi. Đừng đụng vào tôi. Không phải các người muốn giết tôi sao? Tôi đã chết một lần rồi, tôi chẳng sợ gì cả. Tới đi, tới đi. Cô ta lại xuất hiện rồi. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy cô ta bị chôn xuống đất rồi mà. Tuyết Hàm Băng cũng được chôn rồi đấy thôi. Nhưng Kim Tuyết Giao có cái mặt giống y hệt như cô ta, cũng đã quay lại huyện Tân Giang. Chẳng lẽ thực sự có ma sao? Người còn đáng sợ hơn ma. Tư lệnh Phùng, đây đã là lần thứ hai rồi. Điều này cho thấy trong huyện Tân Giang thực sự vẫn còn tàn dư của loạn đảng. Hơn nữa chúng đã rục rịch hành động rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể ôm cây đợi thỏ, bắt buộc phải chủ động xuất kích. Bắt quan hồn đó lại. Bắt. Bắt thế nào? Uống rượu nào. Mau lên. Cạn ghé, cạn ghé. Đội trưởng Tiền, anh bảo đại hiệp mặt nạ, nếu thực sự đến đòi mạng chúng ta thì chúng ta phải làm sao? Sợ cái gì chứ? Cô ta là cái thứ không thể xuất hiện công khai được, đúng không? Tôi nói cho cậu biết, cô ta mà dám đến thật thì tôi sẽ cho cô ta quỳ xuống. Tin không, tôi sẽ túm cổ cô ta và bóp 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 vào mặt cô ta. Còn giả vờ với tôi nữa. Nào kính đội trưởng Tiền. Rót đi, rót đi. Tôi nói cho các cậu biết, anh em ạ, các cậu cứ theo tôi làm ăn tử tế, tóm đại hiệp mặt nạ. Sau này ăn ngon uống ngon gì cũng có, cũng có thể tùy ý tới Xuân Hương Diện chơi. Không phải đại hiệp mặt nạ đấy chứ? Cái gì mà đại hiệp mặt nạ? Mau đi xem sao đi. Ân công, nếu không phải cậu cứu tôi đã mất đầu rồi. Ân công, ân công, cậu yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ vì cậu mà hy sinh thân mình, không tiếc thứ gì, chết không toàn thây, chết chưa hết nghĩa, vạn chết không từ. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Sao thế Sách Di?
Con ngủ ngay đây. Mẹ yên tâm đi.